Ngày hôm qua, mùng 1 tháng 5, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt xóa thành công chuyên án đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức đá gà. Với hàng chục đối tượng tham gia, tài sản liên quan đến hành vi đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau một thời gian lập án đấu tranh, chiều ngày mùng 1 tháng 5, lực lượng phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình bất ngờ đột kích sới bạc tại khu vực đường Tránh Đồng Hới thuộc địa phận phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bắt giữ quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ hàng trăm triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị, đều là tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều ở các địa phương như Hà Nội, Nghệ An, Kiên Giang, Gia Lai. Theo thông tin ban đầu, thì sới gà này được tổ chức rất chặt chẽ với nhiều camera quan sát và có lực lượng bảo vệ rất chuyên nghiệp. Vì vậy, việc tiếp cận để đánh án là hết sức khó khăn. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang phân loại, làm rõ hành vi các đối tượng liên quan và hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật trong vụ bắt đánh bạc bằng hình thức đá gà, lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình.